Dạ. Con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép cô xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà quan bí ẩn, khám phá về những nơi dân ma, dân quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại con đường để giúp đỡ thêm một vong linh nữa cho trọn vẹn cả đường nha cả nhà. Thì vong linh này thì cũng được biết rằng đại ca của quỷ áo bông nói là cũng mới dẫn về để mà đối phó với con, nhưng mà hôm qua thì lại đi kiếm thức ăn chưa về kịp nha. Thì con đã giúp đỡ được vong linh của đại ca về chùa nữa tu học rồi. Thì là mình cũng đã biết là có một vong ở đây nữa, thì mình cũng cố gắng mình đến thêm một lần nữa nha, để mình giúp đỡ, mình cúng kiến cho về luôn. Thì chắc lẽ là xong ngày hôm nay nữa là con sẽ nghỉ. Tin nói anh nói là ngày mai bắt đầu con về quê ăn Tết nha cả nhà. Thì chúc cả nhà mình ăn Tết nguyên đáng thật là vui vẻ, xung vầy hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình ạ. Dạ thì chắc qua Tết thì con sẽ tiếp tục cuộc hành trình giúp đỡ vong linh tiếp nha cả nhà. Thì mình hai vợ chồng dọn dẹp đồ đạc thì chắc phải về quê. Nhiều quê một thời gian để ăn Tết. Thì mong cả nhà mình có thể là qua Tết ủng hộ con tiếp tục nha cả nhà. Cổ động tinh thần, khích lệ tinh thần con để con có thể đi đến những nơi vắng vẻ để tìm kiếm những vong linh, để giúp đỡ những vong linh được về chùa núi tu học nữa nha cả nhà. Không biết ngày hôm nay con kia có về không. Nếu mà ngày hôm nay cái anh đó không về chắc ngày mai con cũng không có, chắc ngưng luôn á cả nhà. Thì chắc không có duyên thì ngày qua Tết thì cũng quay lại chứ. Chứ bây giờ quyết định ngày mai nghỉ rồi, tại vì mai cũng trễ lắm rồi. Hôm nay đang ráng giúp người ta cho xong á, chứ quá trễ rồi cả nhà. Chứ giờ không còn ráng nữa được, tại cũng phải về. Giờ không còn ráng được nữa. Nếu bữa nay không gặp nữa thì coi như mình không có duyên. Để qua Tết đi rồi mình tính tiếp nha cả nhà. Chứ ráng hoài chắc cái 30 mùng 1 luôn quá, giao thừa luôn, còn giúp vong xỉu luôn à. Nói chung là về cũng phải gần Tết quá rồi cả nhà, phải mua đồ cho ba mẹ, ông bà này kia, đủ thứ. Mình con cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị trong nước cũng như ngoài nước đã thương con, giúp đỡ con trong lúc con khó khăn. Trời, vong linh không thấy ai trần trời. Sáng nay im re lặng lẽ vậy ta. Không lẽ ông nói đi ấy chưa về nữa ta. Mình thấy có bóng gì trước pha ông này không trời. Thấy có bóng trắng trắng trước gì cả nhà. Nhiều gốc cây á. Nhà bóng nhìn thấy không? Để con Để con Kìa. Đúng rồi. Có cái bóng trước rồi nè. Ôm rỉnh gì vậy? Ê trời đất ơi. Bình tĩnh đi, làm gì thả. Chạy tới tớ. Chạy đi nha. Chạy. Thấy con chạy nha. Bình tĩnh đi, trời, từ từ đi, giúp đỡ cho. Chưa hết thấy tôi chạy rồi. Tao gì mày tối tao. Có bắt đầu. Giúp đỡ mà. Rồi có phải ông là cái ông cái người mà mới được cái gì ta? Ông gì vậy?
Mình quên tên này ta. Vô kêu gì đây đây nữa mà giúp đỡ ổng không? Đúng rồi. Ừ. Hôm bữa tao đi lang thang đó, ổng dẫn dắt tao về đây nè. Ổng nói để ổng nghỉ ngơi gì đó, dưỡng thương đó, rồi tao đi kiếm đồ ăn cho ổng. À. Nhưng mà chưa có được cái gì hết trơn á. Tao quay tao về ổng, tao tìm, định tìm ổng mà ổng đâu có kêu rồi không thấy. Tao thấy có ánh đèn, tưởng đâu cậu không thấy tôi. Trời ơi. Tôi thấy làm tôi hết hồn, tôi chạy chứ. Trời chạy. Bị bắt sao? Chạy được không? Thì đó giờ không chạy được, bị cậu trói rồi nè. Thôi vô bình tĩnh đi, ngồi để tôi thả ông ra cho ngồi đàng hoàng chuyện tôi xíu được không? Thì ta giúp đỡ ông thôi, tao có bắt ông đâu. Thiệt giúp đỡ không? Đừng bắt tôi nha cậu. Thiệt, thiệt, thiệt. Bình tĩnh đi, thả nha. Thôi thôi, nếu cậu giúp đỡ tôi thì cậu thả tôi đi. Rồi. Tôi tưởng ánh đèn, tôi tưởng đâu cậu không thấy tôi. Thì cậu thấy làm tôi hết hồn. Trời, thấy chứ. Nói chung là ngày hôm qua có lên đây thì cũng đã gặp được cái đại ca của ông rồi. Đưa đại ca ông về chùa núi tu rồi, cho nên là hôm nay tính quay lại đây giúp đỡ ông nè, để giờ ông đi luôn đó. À, vậy là ông đi luôn rồi hả? Đi rồi. Rồi sao? Rồi hôm qua đi kiếm đồ ăn có không? Kiếm có đâu. Tôi đi lang thang tùm lum chỗ hết trơn, không có. Rồi tôi định về, tôi tính rủ ổng đi chỗ khác trú ngụ để kiếm ăn. Cái chỗ này trú ngụ ở đây kiếm ăn không có. Tôi tính rủ ổng đổi địa điểm á. Thì tôi quay trở về thì chưa có tìm được ổng nữa. Thì tôi thấy ánh đèn của cậu đó, thì tôi tưởng đâu là ngư dân người ta ban đêm người ta làm cái gì á. Ai về đâu, cậu lại cậu thấy tôi, làm tôi hết hồn, tôi chạy sắt bắt luôn. À, thôi thì giờ nó nói chung là không kiếm được đồ ăn nha. Rồi giờ có muốn cúng cho dùng không nè, để cúng cho dùng nè, có đem cơm bánh trái tới nè. Nếu thật sự cậu có thì cậu cho tôi xin một miếng tôi dùng đi. Trời, lâu lắm rồi tôi không có được dùng cậu ơi, thật sự rất là đói luôn á. Rồi thôi thì giờ nói chung là mục đích đến đây thì chủ yếu là muốn giúp ông mà sao mà không cúng được. Trời ơi, hôm qua đi tới khuya mới về hay là mới về hồi tối này? Mới về bữa nay? Tôi mới về cậu ơi. Gì mới về luôn hả? Mới về hôm nay nè, tôi định tìm ship của tôi đó. Trời chứ trời. Gì cậu nói cậu đưa ship tôi đi rồi. Ship ghê ta. Tại vì ông thấy tôi cũng lang thang chất trưởng đi kiếm đồ ăn không có đó. Thì ông thấy vậy ông mới rủ tôi đi theo ổng. Hôm bữa ông có nói đi theo ổng đi về kiếm đồ ăn, rồi có gì ổng rủ tôi phục thù. Trời. Vậy là chắc ổng rủ tôi phục thù cậu rồi đó. Ổng nói cậu, ổng đánh ổng lại cậu rồi đó. Ổng rủ tôi về theo ổng đi. Rồi ổng có chỉ tôi mới có một chút đỉnh phép thuật đó cậu. Ừ. Mà tôi cũng chưa có học, mà tôi mới nghiên cứu được, tôi định từ từ tôi mới học á. Ổng nói thì ráng học đi, có gì phụ ổng đánh trả lại. Vậy là chắc cậu á. Đúng, chính xác. Tôi chưa có tu luyện nữa, tôi mới nghiên cứu à. Thì chưa gì cậu đưa ổng đi rồi. Trời ơi, ổng hiểu lầm tôi thôi, chứ tôi đâu có ác ý gì đâu. Ổng hiểu lầm tôi là người xấu, nhưng mà tôi phải người xấu đâu, tôi người tốt mà. Tôi nói giúp dông, tôi có hại dông đâu. Thì tôi cũng không biết nữa, tại tôi lang thang. Rồi ổng dẫn tôi về đây nè. À. Tôi cũng rất sợ hãi, cũng sợ bị bắt lắm cậu ơi. Rồi biết rồi, ai nào bắt. Thôi giờ dùng lễ thì dùng cơm bánh trái thì chút xíu vô nói chuyện đi, rồi đi chùa tu với ổng luôn ha. Ổng đi rồi thì ổng cũng đi luôn đi chứ đây làm gì. Được rồi, nếu mà tôi dùng no có gì một chút xíu vô thì tôi nhờ cậu chỉ dẫn, thì nhờ cậu giúp đỡ giùm tôi. Rồi vậy đi, chứ giờ ổng cũng đi rồi, ông ở đây ông lang thang có khác lẻ sẽ được. Ổng về ổng ấm lòng rồi đó. Ổng đi hôm qua sáng ngày nay sáng giờ là các cái sự thầy rảnh nó cúng kiến như dùng rồi. Hôm qua mà ổng về sớm rồi tôi cũng đi lượt với ổng luôn rồi. Tại vì tôi cũng cố gắng đi đủ chỗ để tìm đồ ăn có về để tôi với ổng dùng, nhưng mà càng đi càng khuya là càng không có nữa cậu ơi. Thật sự lang thang nhất dưỡng cõi tàu bà này kiếm đồ ăn rất là khó khăn. Đúng rồi. Thôi là tôi xíu nha. Để năm mươi Phật.
Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Muôn Cảnh Thọ Thần Địa Cục Tổ đến đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện được trợ duyên các ông linh đang tới khác lễ cục tổ của ngày các ông. Thì con mong rằng các ngài các ông thể hoan hỷ thì sao? Chú linh đang ngồi đây được ra dùng những phần lễ mà con mừng tới. Để mình ấm lòng nói dạ hơn, đỡ lên hơn, dạ năm hơn. Rồi, ở cái dùng nha.
Chào anh. Ê à. Chào cậu. À, sao đây? Anh dùng lễ ổng ổng không? Ổng ổng rất là ngon đó. Ngon hả? Đúng rồi. Còn gì là hôm đi kiếm đồ ăn rất là khó khăn, mà hôm nay gặp được cậu, cậu cúng kiến cho dùng thật sự rất là ngon à. Ừ. À, vậy thì tin tưởng em chưa? Thật sự là tin tưởng rồi cậu ạ. Nếu tin tưởng em rồi thì anh có thể cho em biết là anh tên gì không? Tôi tên Nhật à cậu. Nhật. Người ngày xưa mất nhiêu tuổi anh Nhật? Ngày xưa tôi mất lúc tôi 26 tuổi cậu. Ồ, còn trẻ vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi mất lâu chưa? Tôi mất năm 14 năm rồi cậu. 40 hả? Nói chung á thì em thì cũng cũng đã giúp đỡ được, không biết anh thì em không biết anh có biết được bông Linh mặc áo bông màu xanh không, chứ bông Linh đại ca của anh thì em mới giúp rồi, em giúp luôn được bông Linh kia cũng là đệ của đại ca anh đó. Nó thì cũng đã giúp đỡ được hai người đó về chùa núi tu hết rồi, thì ngày hôm nay á thì cũng được biết anh còn ở đây cho nên em mới quay lại đây để mà gặp anh. Trước là cúng kiến nhân dùng gì nè, sau nữa là muốn đưa về chùa núi cho anh tu hành học đạo để mình sớm được thay những kiếp làm người. Nhưng trước mắt thì anh có thể cho em biết đó, vì sao mà anh mất rồi, tại sao mà không được gia đình thắp hương để hưởng mà phải lang thang cõi ta bà này, anh có thể kể cho em nghe được không? Thật sự là tôi bị hại mấy từ lúc mất, không có biết đường về nhà cậu ơi. Trời. Thì chẳng giấu gì cậu, ngày xưa tôi lớn lên á thì gia đình tôi cũng nói chung đủ ăn đủ mặc à cậu ơi. Thì tôi thấy vậy á tôi mới đi xin việc làm để kiếm thêm để phụ ba mẹ á cậu. Thì ngày hôm đó tôi đi hỏi để xin việc làm á thì tôi cũng kể hoàn cảnh, thì hai vợ chồng của cái chú đó đó, nhà ổng cũng rộng, nói chung là cũng giàu á cậu. Nhưng mà không có người làm, nói chung là cũng là gia chủ cũng giàu lắm cậu ơi. Rồi thấy vậy tôi mới hỏi được thì người ta mới kêu tôi đến làm á cậu. Thì tôi đến nhà đó tôi làm cho ông chủ với bà chủ đó, thì ổng buôn bán rồi giường tược rồi này kia cũng nhiều lắm cậu ơi. Đủ thứ công việc hết trơn á. Thì tôi đến tôi làm mấy ngày đầu thì thấy ổng bả cũng thương tôi, thì tôi cũng thấy vậy tôi cũng ráng cố gắng làm. Thì tôi làm cho ổng với bà chủ đó cũng được một thời gian dài, cũng 3-4 năm gì đó cậu. Thì ông chủ đó thì ổng cũng làm công việc ở bên ngoài, ổng cũng đi giao tiếp với khách của ổng cũng nhiều lắm cậu. Thì ổng mới nói tôi ở nhà ráng cố gắng phụ bà chủ buôn bán đồ với giường tược coi giùm ổng cho gọn gàng đi á cậu. Rồi ổng sẽ cố gắng làm cho ổng thì ổng sẽ lên lương đó cậu. Thì tôi thấy vậy tôi cũng ráng cố gắng làm. Thì cậu cũng biết rồi đó, ông chủ thì ổng cứ đi bên ngoài giao tiếp với khách của ổng. Thì khi ổng cũng nhậu nhẹt về rồi ổng say xỉn, ổng cứ rồi ổng ăn ổng ngủ không hay gì á cậu, chắc cũng không có đáp ứng cho bà chủ á cậu. Rồi cái ngày hôm đó tôi cũng ông chủ ổng đi công tác, ổng ngủ qua đêm ổng mới về á cậu. Rồi tôi ở nhà tôi cũng lo làm cái công việc cho ổng, để sợ về làm không còn công việc rồi sợ bị ổng la á cậu. Là ngày hôm đó tôi thấy bà chủ có dắt một ông nào đó tới nhà chơi, mà cái khuôn mặt nhìn cũng cứng cứng tuổi rồi đó cậu. Tôi mới hỏi bà chủ cái chú này là ai, cái bà mới nói bạn của bà lâu lâu ở dưới quê lên chơi. Bà mới nói vậy thì tôi là người làm mà tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi, chứ tôi đâu có dám hỏi tới luôn cậu. Hỏi tới thì sợ bà chủ bà chửi, bà nói mày là người làm mà mày hỏi chi nhiều chuyện quá. Rồi tôi thấy hai người cũng thân mật lắm cậu. Nhưng mà tôi không cũng không có sợ để ý, thì sợ bị bả la rồi này kia đó. Thì tôi cũng ráng lo làm. Cái ngày hôm đó sau tới xế chiều mà tôi cũng chưa thấy người đó ở lại chơi hoài, không thấy về á cậu. Rồi cái bà chủ bả mới kêu tôi á là
coi ở trước này, coi đồ đạc, coi có ai mua đồ thì bán giùm bả. Bả đi vô trong nhà có công chuyện một chút xíu. Nhà ở sao quá cậu. Thì quán ở trước thì bả với người đó mới đi vô ra trong nhà cậu. Nhà của ông chủ thì rộng lớn lắm cậu ơi. Đi vô khoảng một tiếng mấy á, thì tôi không có thấy hai người ra. Mà sau càng ngày càng lâu thì tôi chỉ coi cho bà chủ một chút xíu thôi, thì tôi còn làm công chuyện giường tược cho ông chủ nữa đó cậu. Thì tôi thấy lâu quá tôi mới vô tôi tìm bả để ra coi quán để tôi đi làm công việc cho ông chủ á. Thì tôi vô tôi không thấy trong nhà không thấy hai người đâu cả. Thì tôi cũng có đi tìm, thì tôi đi lên lầu tôi cũng tìm, lên phòng bà chủ tôi cũng tìm luôn, cái có bả trển không để tôi kêu bả xuống á cậu. Thì tôi vừa lên tôi thấy thì thật ra là một chuyện động trời luôn á cậu. Là ông chủ vừa đi công chuyện của ông chủ thì bà chủ dắt tình nhân về. Trời, người đó là tình nhân của bà chủ luôn á cậu. Chứ không phải là bạn gì ở dưới quê, nhưng mà bà dám nói tôi là bạn ở dưới quê á, dắt tình nhân về. Thì tôi thấy hai người đang vụng trộm ở trong phòng của bả á cậu. Người thì hai người vừa ở trần ở tuồng làm chuyện ấy luôn. Tôi chạy lên tôi định kêu bả, thì tôi thấy như vậy tôi mới la lên, tôi nói ủa bà chủ làm, bà làm cái gì ở trong phòng với người này kỳ vậy, rồi lỡ ông chủ về ông chủ biết rồi gia đình xào xáo làm sao bà chủ. Thế là cái ông kia ông nói đó cậu, ông quýnh ông nhảy xuống, ông mặc cái quần vô, xong ông chặn tôi lại, ông nói mày im nghe, mày không được nói chuyện này ra nghe, mày mà lén phén á là gì mày coi chừng tao đó, ông chủ mày về mày cũng không được nói luôn nghe. Cái tôi mới nói ổng, ông là cái thá gì mà ông ra lệnh cho tôi không nói chuyện này ra chứ. Ông chủ tốt với tôi lắm, ổng thương tôi lắm, tôi về tôi nhất định sẽ nói chuyện này để cho ông chủ xử ông, chứ để đó mà ông đến nhà của ông chủ ông dám rọ rại bà chủ rồi vụng trộm nữa qua mặt ông chủ của tôi. Tôi vừa nói vậy á cậu, thế là ổng nắm đầu tôi, ổng nói mày có cơ hội để nói à. Trời, tao đã nói mày đừng có nói với ông chủ mày rồi, tao cho mày một cơ hội rồi mà mày dám nói là cỡ nào mày cũng nói phải không. Thế là ổng nắm đầu tôi vô, kéo tè tè vô trong, trong phòng của bà chủ á cậu. Ổng nói với bà chủ á là phải xử tôi thôi, chứ không có thể nào mà để chuyện này đổ bể ra. Cái bà chủ nói thôi nó cũng hiền quá, tha cho nó đi anh ơi, đừng có giết nó. Cái ông đó ông sợ đổ bể á cậu. Ông nói không được. Thế là ông cầm cái cây mà ông chủ để ở trong phòng, cây gậy của ông mà để ông đi á cậu. Ví dụ mà lúc ông có mệt thì ông đi á, tại vì ông chủ tôi ông cũng lớn tuổi rồi đó cậu. Ban đêm thì ông đi á, ông cũng hay cầm cái cây gậy ông để sẵn vậy đó cậu. Nhiều lúc ông nhậu say xỉn gì ông đi không vững, thì ông cầm cái cây đó ông chống ông đi đó. Cậu ta cầm cái cây đó lên, cậu ta đập tới tấp vào người của tôi. Tôi gian xin cậu ta nói nhưng mày gian xin hả? Tao đã cho mày một cơ hội rồi mà mày không chịu nghe lời tao. Tôi có gian xin lúc cỡ nào á thì ổng cũng bủa tới tấp vào đầu của tôi á cậu. Ổng đập thật nhiều cây vào đầu của tôi bể đầu, mất máu chảy nhiều quá, tôi chết tại đó luôn á cậu. Trời, bởi vậy từ lúc mất tới giờ tôi mang cái uất hận, tôi sợ hãi, tôi lang thang vất vưởng ở khỏi tàu bà, vừa đói khát vừa lạnh lẽo á cậu. Tôi không biết đường để về nhà để hưởng nhang khói của mẹ tôi cậu ơi. Thật sự kể ra thì rất là buồn luôn á cậu. Chỉ vì tôi thấy hai người vụng trộm, tôi thương ông chủ tôi muốn nói cho ông chủ tôi biết, nhưng mà tôi chưa có cơ hội để nói nữa, thì bị tình nhân của bà chủ sát hại mất rồi đó cậu. Trời, thực sự nói về chuyện này cũng rất là thương tâm. Thương tâm với anh. Nhưng mà thôi, thì bây giờ mình cũng đã là một hồn ma, một vong linh rồi, đang theo vườn cõi tam bà này rồi, đúng không? Đó, cho nên mình cũng mang uất hận cũng đâu có được cái gì. Tại vì bây giờ mình nên đi về chùa nối tu đi, nên buông bỏ tất cả những cái chuyện đó vô trong lòng, đừng có nhớ tới nữa. Mình về chùa nối tu hành học đạo để mình sớm được đầu thai chuyển kiếp, là một kiếp người mới đó. Thì mong rằng thì anh tin tưởng em để em giúp đỡ anh, đưa em về chùa về núi tu cùng chung với những người bạn của anh đó, ở đây đang trú ngụ đây nè.
rồi cùng nhau tu học, rồi cùng nhau đắc đạo đi, để cùng nhau làm kiếp người mới ha. Có được không anh? Dạ, thì hôm nay gặp được cậu cũng là chắc cũng là cái duyên. Từ lúc tôi mất, tôi lang thang giác dưỡng ở cõi tàu bà cũng đã lâu rồi cậu ơi. Ừ. Thì hôm nay gặp được cậu, cậu giúp đỡ như vậy cậu nói, thì tôi xin nghe lời cậu, tôi sẽ buông bỏ tất cả những chuyện đó qua một bên nè. Tôi sẽ nghe lời cậu và nhờ cậu giúp đỡ đưa tôi về chùa, về núi, về đến đó cho tôi tu học chung với mấy người đó để sớm được đầu thai chuyển kiếp, làm lại một kiếp người mới à cậu. Ừ. Rồi như vậy thì giờ anh chấp ta là niệm chữ Nam Mô là Phật đi. Em sẽ mở luồng sáng làm cái đường đi ha. Dạ, tôi cảm ơn cậu, xin nghe lời cậu. Dạ rồi, không có gì đâu. Vậy đó, cố gắng mà tu hành học đạo nha, rồi để mình đầu thai làm người ha. Dạ, dạ. Nam Mô là... Vậy là cả nhà ơi, thì ngày hôm nay cả nhà, thì con cũng đã cái ngày cuối cùng mà con đi giúp đỡ Phụng Linh, để mà ngày mai con dọn dẹp nhà cửa nhà trọ rồi đóng cửa lại, rồi con sẽ đi về quê ăn Tết cả nhà. Thì con đã hoan hỷ giúp đỡ thương được một Phụng Linh cuối cùng ở trên đây. Để thì mong cả nhà mình có thể là xem video và cho xem được like và được đăng ký kênh cũng như được chia sẻ để tạo thêm động lực có thể đi quay những cái phim tâm linh về đó cho cái nhà mình xem ạ. Dạ thì ngày hôm nay thì là ngày cuối cùng con đi quay phim, thì con cũng xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị trong nước cũng như ngoài nước có thể là đón được một đêm giao thừa thật vui vẻ, sum vầy hạnh phúc bên gia đình người thân của mình, và chúc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mang phát tài phát đạt. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại các mình ở những video sau.